Em xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em chia sẻ với cả nhà nhé. Đây là một phôi si của nhà em, một phôi si rất gấu của nhà em. Cả nhà có phê không? Em thì không chịu nổi nữa rồi. Cả nhà ơi, nó quá gai, quá kinh khủng đây. Đó, đây là một phôi si rất già của nhà em nhé, kinh điển già, nhưng mà em vẫn chấp nhận thả xuống đất để nuôi nhé. 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Đó, đang muốn mục tiêu là đưa em nó lên một cái tầm cao mới nhé, nên em quyết tâm nuôi em nó 3 năm ở dưới. Đó, cả nhà ơi, mặc dù nuôi 3 năm ở dưới nhé, da của em nó không thể chịu nổi, vẫn rất là phê nhá. Cả nhà cùng ngắm này, nó gai, nó già kinh điển thế này, không thể chịu được. Thế nên hôm nay em cứ sẽ chia sẻ với cả nhà đó, anh chị nào mà có yêu em nó nhá, khẩn trương về vườn em để bưng em nó về nhá. Đó, chị em ở đây em không chịu nổi nữa. À, chị ơi, nó gai góc thế này, những cái cành của em là toàn bằng những đùi gà chân đông cáo hết rồi, toàn những cái chân gà đông cáo à. Sau 3 năm, hơn 3 năm em mới quyết định cắt nhá. Đó, xin mời cả nhà nhá, anh chị nào mà yêu thương em nó thì khẩn trương về vườn em bưng em nó về. Đó, để ở đây em không chịu nổi đâu. Vâng, xin chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà nhé.